Ở các quốc gia phương Tây, thông thường một tuần người lao động sẽ làm việc 5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng và tổng là 40 tiếng mỗi tuần. Từ tháng 6 năm ngoái tại Anh, 61 công ty đã tham gia chương trình thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày, mỗi ngày 8 tiếng. Như vậy, người lao động chỉ làm 32 tiếng mỗi tuần, được nghỉ thêm một ngày trong tuần tùy công ty ấn định. Sau thời gian thử nghiệm, với một số điều chỉnh trong quy tắc lao động, một số công ty ghi nhận năng suất lao động tăng, doanh thu tăng và họ sẽ duy trì mô hình làm việc mới này. Chỉ làm việc từ thứ hai đến thứ năm, nghỉ thứ sáu, người lao động của công ty mỹ phẩm Five Square của Anh tuần chỉ làm 4 ngày nhưng vẫn nhận đủ lương của 5 ngày. Bên trong nhà máy, không khí làm việc rất nghiêm túc. Để duy trì sự tập trung, họ không trả lời các cuộc gọi email và tin nhắn trong 4 tiếng mỗi ngày. Công ty thử nghiệm mô hình lao động mới từ tháng 6 năm ngoái đến nay. Kết quả rất khả quan, doanh thu tăng trưởng 40% trong khoảng thời gian này. Chúng tôi đo lường năng suất lao động dựa trên các chỉ số và khi bắt đầu mô hình làm việc mới, thì các chỉ số này đều tăng trưởng rất đáng kể. Các nhân viên đều đạt được và một số còn vượt chỉ tiêu để kế hoạch công việc đề ra. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng. Người lao động phấn khởi thấy rõ trong mô hình làm việc mới này, họ có thêm thời gian dành cho gia đình và các sở thích cá nhân. Chị Lily Ellis là nhân viên bộ phận sản xuất, có thêm một ngày nghỉ mỗi tuần giúp chị duy trì tâm trạng tích cực trong suốt 4 ngày làm việc trong tuần. Nói thật là tôi rất thích kiểu làm việc này, tinh thần người lao động tăng lên và mọi người rất hào hứng vì biết rằng mình sẽ được nghỉ thêm thứ 6. Chúng tôi dồn sức làm từ thứ 2 đến thứ 5 và cảm thấy thoải mái khi duy trì năng lượng lao động đó. Hãng tin Reuters dẫn số liệu cho thấy năng suất lao động tại Anh đang có xu hướng giảm trong khoảng 10 năm trở lại đây. Năng suất lao động sụt giảm thêm đáng kể từ sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Trong bối cảnh này, việc thử nghiệm mô hình làm việc 4 ngày một tuần đã thu hút sự quan tâm của các nhà kinh tế và doanh nghiệp tại Anh, mong muốn tìm ra giải pháp cải thiện năng suất, giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuần làm việc 4 ngày đang trở thành xu hướng, nhất là sau khi dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Ngoài Anh thì các quốc gia khác cũng đang thử nghiệm mô hình giảm giờ làm, trong đó Tây Ban Nha chi 10 triệu đô la euro để trợ cấp cho các nhà sản xuất nhỏ nhằm giảm ít nhất là 10% số giờ làm việc trong khi vẫn duy trì mức lương trong 2 năm thử nghiệm sắp tới. Pháp là nước đi tiên phong trong lĩnh vực này, nơi mà tuần làm việc 35 giờ được áp dụng vào năm 2000. Iceland đi theo con đường tương tự. Tại đất nước này, trong 4 năm từ 2015 đến 2019, một thí nghiệm đáng kinh ngạc đã được tiến hành, trong đó chỉ có hơn 1% dân số tham gia, chủ yếu là nhân viên chính phủ. Họ đã giảm tuần làm việc xuống còn 35 giờ với mức lương cũ, năng suất lao động hoặc giữ nguyên hoặc tăng lên. Các nhà chức trách Iceland mô tả kết quả của cuộc thử nghiệm là một thành công vang dội và 86% nhân viên được quyền làm việc 4 ngày một tuần. Kể từ khi xuất hiện đề xuất làm việc 4 ngày trong một tuần, không ít tập đoàn ở nước ngoài đã bắt đầu thử nghiệm và triển khai, trong đó có Microsoft Nhật Bản là doanh nghiệp ghi nhận thành tựu rực rỡ nhất. Theo truyền thông Nhật Bản, Microsoft Nhật Bản đã tăng 40% năng suất và giảm 23% hóa đơn tiền điện. Unilever là một trong những công ty lớn đã thử nghiệm chế độ làm việc 4 ngày một tuần với ý tưởng tạo ra môi trường làm việc linh hoạt để giữ chân nhân viên. Công ty sở hữu loạt thương hiệu tiêu dùng đình đám gồm trà Lipton, dầu gội Dove đã thử nghiệm thời gian làm việc ngắn hơn với tất cả nhân viên tại New Zealand, cho phép họ tự quyết định 4 ngày nào mà mình thích làm việc trong mỗi tuần, nhưng vẫn nhận được lương như bình thường. Unilever nói rằng nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, công ty sẽ cân nhắc xem liệu có nên thay đổi lịch làm việc như thế trên diện rộng hay không. Việc áp dụng mô hình 4 ngày làm việc trong tuần rộng rãi hơn đối mặt với một số trở ngại. Hầu hết các công ty đã thử nghiệm tuần làm 4 ngày đều là những công ty nhỏ. Các công ty lớn hơn đã không chấp nhận mô hình này và tại một số công ty thử nghiệm tuần làm 4 ngày thì một số nhân viên cho biết họ đã phải vật lộn để hoàn thành mọi công việc được giao trong thời gian đó.